Tính từ 18 giờ ngày 21 tháng 8 đến 18 giờ ngày 22 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.214 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.208 ca ghi nhận trong nước tại thành phố. Hồ Chí Minh, 4.193, Bình Dương, 3.795, Đồng Nai, 849, Tiền Giang, 709, Long An, 365, Đà Nẵng, 183, Khánh Hòa, 160, Đồng Tháp,

Gia Lai 10, Cà Mau 10, Hậu Giang 7, Lào Cai 6, Bắc Giang 6, Ninh Thuận 5, Lạng Sơn 5, Quảng Ngãi 3, Quảng Trị 3, Thái Bình 1. Ngày 22 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sóc Trăng đăng ký bổ sung 138 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Như vậy, trong 24 giờ giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 91 ca. Tại thành phố, Hồ Chí Minh tăng 109 ca, Bình Dương giảm 710 ca, Đồng Nai tăng 298 ca, Tiền Giang tăng 120 ca, Long An giảm 28 ca.